Xin kính chào tất cả các bác. Em lại tiếp tục lên sóng một chiếc máy lọc không khí Daikin. Ngày hôm qua em lên con số 9 mà ngày hôm nay em lên con số 10 thì em đã đều bán rồi. Các bác khách đã đặt hàng và đã đóng hàng để chuyển đi. Bây giờ tiếp tục em lên thêm một con số 11 lọc không khí Daikin các bác nhé. Dòng này thì nó rất là VIP, chung là dễ bán, giá cả nó cũng vừa phải, công nghệ đầy đủ. Em đây con này số 11 con này, tình trạng máy rất là đẹp. Nói chung là các bác có nhu cầu mua lọc không khí thì đây cũng là một lựa chọn hoàn hảo đấy ạ. Máy công suất rất là khỏe, dùng được cho cả phòng ngủ lẫn phòng khách, hình thức đẹp, thiết kế đẹp. Con này là MCK70 NE9 xuất năm 2012, công suất 75W. Trên máy đầy đủ tất cả các công nghệ nhé. Khóa trẻ em này, tắt đèn này. Hẹn giờ bật tắt này, công nghệ Eco, Ion, bù ẩm, các chế độ lọc không khí đầy đủ. Nói chung là Daikin thì con này nó là VIP nhất rồi. Bảng hiển thị báo, đồng hồ báo phần trăm độ ẩm này, bên cảm biến bụi, bên cảm biến mùi. Con này vẫn đi theo màng zin thôi nhé. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên đây ạ. Vệ sinh sạch sẽ rồi coi nhé. Đây, bụi mà muốn đi vào trong màng HEPA này thì phải đi qua hai cột tĩnh điện này. Đây, thanh dimmer này còn như mới các bạn này. Thanh này thì nhiều bác hỏi làm gì, nó để đánh ra các tia lửa điện ở cái đầu này các bạn này, để tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc ở cái đấy, ở thanh đấy. Đây, con này thì vẫn đi theo màng zin, còn rất là đẹp. Bác nào không thích màng zin thì em thay màng mới. Sở thích mỗi người khác nhau. Đây là màng than của Daikin này, màng này thì nguyên bản thôi, màng này chả ai thay cả. Đấy. Con này bán 3.9 thôi nhé. Giá 3.9 đã đấu điều điện 220V rồi. Các bác về cắm trực tiếp điện 220V rất là tiện. Đấy. Màng zin đi theo máy, không thích màng zin thì thay màng mới vẫn giá như vậy ạ. Hiểu ý các bác thoải mái. Con nào màng zin còn đẹp thì bọn em để lại, con nào màng zin xấu thì bỏ. Cánh gió này là con nó chỉnh tay đấy các bác nhá. Các bác lưu ý là như vậy nhá. Đấy, cánh này chỉnh tay, Daikin thì nó chỉ có chỉnh tay thôi, không có tự động như Pana đâu. Con này em để số 11 nhé, giá 3.9 chưa phí vận chuyển, đã đấu được điện 220V rồi, cắm điện trực tiếp điện lưới luôn, ổ điện cắm trực tiếp luôn. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ nha, các bác ở xa mua thì đặt cọc trước cho em 500.000, nhận hàng kiểm tra các bác thanh toán nốt. Xin chào các bác.